Hiệp hành cầu nguyện 7 ngày cùng 7 lời cuối cùng của Đức Giêsu. Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần, thiêng liêng sáng láng vô cùng. Chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống đầy lòng chúng con, là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời, và đốt lửa kinh mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con. Chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con. Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống soi lòng dạy dỗ các thánh tông đồ, thì rầy chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống an ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành, vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen. Lạy Chúa, con tin thật có một Đức Chúa Trời là đấng thương phạt vô cùng. Con lại tin thật Đức Chúa Trời có ba ngôi, mà ngôi thứ hai đã xuống thế làm người, chịu nạn chịu chết mà chuộc tội cho thiên hạ. Bấy nhiêu điều ấy cùng các điều hội thánh dạy thì con tin vững vàng, vì Chúa là đấng thông minh và chân thần vô cùng đã phán truyền cho hội thánh. Amen. Lạy Chúa, con trông cậy vững vàng, vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu thì Chúa sẽ ban ơn cho con giữ đạo nên ở đời này, cho ngày sau đường lên thiên đàng xem thay mặt Đức Chúa Trời hưởng phúc đời đời. Vì Chúa là đấng phép tắc và lòng lành vô cùng, đã phán hứa sự ấy chẳng có lẽ nào sai được. Amen. Lạy Chúa, con kính mến Chúa hết lòng hết sức trên hết mọi sự, vì Chúa là đấng trọn tốt trọn lành vô cùng. Lạy vì Chúa thì con thương yêu người ta như mình con vậy. Amen. Lạy Chúa Thánh Thần, này chúng con đang hiện diện trước nhan Chúa, khi cùng nhau tụ họp nhân danh Chúa, chỉ có Chúa là đấng hướng dẫn chúng con. Xin hãy ngự trị trong tâm hồn chúng con, xin dạy chúng con lối đường phải đi và cánh bước đi trên đường lối đó. Chúng con yêu đuối và tội lỗi, xin đừng để chúng con gây xáo trộn, đừng để chúng con u mê xa nẻo đường lầm, cũng đừng để chúng con làm theo thiên kiến. Xin giúp chúng con tìm thấy nơi Chúa sự hiệp thông giữa chúng con, để chúng con có thể cùng tiến đến cuộc sống vĩnh cửu và không lạc xa khỏi con đường chân lý và ngay thật. Chúng con cầu xin Chúa là đấng hoạt động mọi nơi mọi thời trong sự thông hiệp với Chúa Cha và Chúa Con mãi mãi đến muôn đời. Amen. Ngày thứ hai, quả thật ta bảo anh, hôm nay anh sẽ được ở với ta trong thiên đàng. Tiến trình hiệp hành phải được thực hiện theo lời di chúc của Đức Giêsu trên thánh giá. Quả thật, ta bảo anh, hôm nay anh sẽ được ở với ta trong thiên đàng. Đức Kitô thánh thiện, tinh tuyền, không hề phạm tội. Còn hội thánh vì ôm ấp trong lòng những kẻ tội lỗi, nên vừa thánh thiện, vừa phải luôn thanh luyện chính mình. Do đó, trong tiến trình hiệp hành, một mặt chúng ta phải luôn nỗ lực sám hối và canh tân, mặt khác, chúng ta phải tỏ lòng bao dung, tha thứ và cảm thông với các chi thể còn yếu đuối tội lỗi.
trong tất cả mọi người. Cỏ lùng tội lỗi còn lẫn lộn với lúa tốt của tin mừng cho đến tận thế. Vì thế, hội thánh hiệp hành mà chúng ta đang tiến tới xây dựng cũng quy tụ những con người tội lỗi đã được lãnh nhận ơn cứu độ của Đức Kitô, nhưng vẫn còn đang trên đường thánh hóa. Quả thế, sự thánh thiện là nguồn mạch bí ẩn và là khuôn vàng thước ngọc cho các hoạt động tông đồ và nhiệt tình truyền giáo của hội thánh. Nơi Đức Maria, hội thánh đã đạt tới sự toàn thiện, trở nên không vết nhăn, không tỳ ố. Nhưng về phần chúng ta vẫn còn phải cố gắng chiến thắng tội lỗi để tiến lên trên con đường thánh thiện. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Chúa Giêsu chịu đóng đinh, trong tiến trình hiệp hành, xin cho chúng con xác tín rằng dù còn mang trong mình những con người tội lỗi, nhưng hội thánh vẫn thánh thiện, vì hội thánh không có sự sống nào khác ngoài sự sống ân sủng. Và chính khi sống đời sống của hội thánh, chúng con sẽ được thánh hóa. Tách khỏi sự sống này, chúng ta sẽ rơi vào tội lỗi và hỗn loạn. Trong tiến trình hiệp hành, xin cho chúng con ý thức nghĩa vụ nên thánh của mình trong lòng hội thánh và nhẫn nại bao dung với những người xung quanh, bởi vì không có vị thánh nào mà không có quá khứ, không có tội nhân nào mà không có tương lai. Amen.